Tập 13. Trần Như, tôi vừa nhận được thư từ văn phòng đối ngoại. Cô đọc đi. Trước khi đến Trung Quốc, tôi đã từng thấy truyền thông đưa tin. Trong luật của Trung Quốc, không có quy định như vậy. Những bức thư được gửi vào tập san trong tù thường không được gửi ra ngoài. Bây giờ, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Với suy nghĩ ban đầu của tôi, tội phạm có quyền tố cáo và khiếu nại. Điều này được quy định bởi luật pháp Trung Quốc. Nếu phạm nhân nghĩ trong tù có vấn đề gì, chỉ cần đúng với sự thật, đều có thể báo cáo và khiếu nại. Bây giờ trong lòng tôi rất bất an. Tôi nghĩ, có một người khác còn bất an hơn cô. Ai thế? Trịnh Ngân. Trịnh Ngân sao? Cô ấy có gì mà bất an chứ? Cô nghĩ nhà tù Trung Quốc thật sự sẽ giam giữ một bệnh nhân tâm thần thời gian dài sao? Tôi nghĩ là không. Cô ấy thật sự có thể giả điên trong thời gian dài sao? Không đâu. Cô ấy không cần giả điên nữa. Đến lúc đó cô ấy sẽ tự dừng lại. Chị Ngân, hôm nay kêu cô đến đây là để nói với cô một chuyện. Tiền Quốc Vinh, chồng cô, đã chính thức đề nghị ly hôn với cô. Theo luật pháp nước ta, chồng cô không thể ly hôn với một người vợ bị bệnh tâm thần. Nhưng lần trước chúng tôi đến nhà cô, anh ta nói với chúng tôi rằng anh ta có thể ly hôn với cô. Chị Ngân, tôi biết nỗi đau của cô, người thường không thể chịu đựng và thấu hiểu được. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô, cho dù cô đạt được mục đích tại ngoại để chữa bệnh, nhưng sau khi cô ra ngoài, cô vẫn không có cuộc sống của người bình thường. Cô vẫn phải tiếp tục giả điên. Tất cả những thứ mà cô muốn, cô cũng không thể nhận được. Nhưng bây giờ cô làm như vậy là cô đã cung cấp cho những kẻ có thù với Trung Quốc một cơ hội có tiền cũng khó mà mua được. Chúng sẽ lợi dụng những điều này mà nói rằng nhà tù Trung Quốc vi phạm nhân quyền, ngược đãi tội phạm, vân vân. Cô nghĩ cô làm như vậy có công bằng với nhà tù của chúng tôi không? Có công bằng với Trung Quốc của chúng ta không? Ngoài ra, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Chồng cô có người phụ nữ khác rồi. Với lại, người phụ nữ đó có con với Tiền Quốc Vinh rồi. Trần Như, Ma Di đã rút lại đơn kháng nghị rồi. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề. Đúng là không dễ gì. Đúng vậy. Vấn đề này được giải quyết rồi. Nhưng Trịnh Ngân lại phải đối mặt với thử thách mới.
Điều này đối với cô ấy mà nói thật sự rất khó khăn. Sĩ quan Trần, sĩ quan Ngô, tôi muốn về nhà một lần để thăm Tiểu Lan của tôi. Tiểu Lan, mẹ ơi, Tiểu Lan của mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Tiểu Lan, Quốc Vinh, chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm nay, bây giờ duyên phận cũng đã hết. Tôi đồng ý ly hôn. Nhưng tôi có một yêu cầu. Em có yêu cầu gì, anh đều sẽ đồng ý với em. Tôi muốn con gái của tôi. Tôi muốn Tiểu Lan. Tiểu Lan chính là yêu cầu của tôi. Quốc Vinh, tình hình của tôi đang rất tệ. Tôi giao phó Tiểu Lan cho anh. Anh là cha ruột của con bé, anh phải chăm sóc con bé, anh phải đối xử tốt với Tiểu Lan. Chuyện này coi như là điều tôi nợ anh. Sau khi tôi ra ngoài, tôi sẽ trả ơn anh. Mẹ ơi, Tiểu Lan của mẹ. Con phải nghe lời của ba, phải hiểu chuyện, phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Sĩ quan Trần, tôi muốn cho con gái tôi 50 tệ. Cô cho tôi mượn trước được không? Được. Tiểu Lan, 50 tệ này dùng cho trường hợp khẩn cấp, con nhớ chưa? Mẹ, con biết rồi. Tiểu Lan, nhớ lời mẹ dặn, hãy là một đứa trẻ ngoan. Mẹ ơi, con nhớ rồi. Mẹ yên tâm đi.
Trong thời gian này phải chú ý, quan tâm Trịnh Ngân nhiều hơn. Cô ấy vừa ly hôn, rất cần người khác chăm sóc. Không ngờ kết cục của Trịnh Ngân lại thành thế này. Trong thời gian ở tù, tỷ lệ người chồng đề nghị ly hôn tăng lên rất nhiều. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến công tác cải tạo của nữ phạm nhân. Một số nữ phạm nhân kết liễu cũng là vì lý do ly hôn. Một số người yếu đuối, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ thoáng ra được, nên mới đi tới bước đường cùng. Cũng lạ thật, hình như việc ly hôn hiện nay đã trở thành một trào lưu với các tù nhân. Trong xã hội, tỷ lệ còn tăng mạnh, huống hộ chi là trong tù. Chị nghĩ vấn đề này phải xử lý thế nào mới ổn đây? Đối với nhà tù mà nói, đây thực sự là một vấn đề nan giải. Từ góc độ cải tạo phạm nhân và giúp họ ổn định cảm xúc, chúng ta vẫn phải tích cực làm tốt công tác tư tưởng cho chồng họ. Nhưng từ một góc độ khác, có phải hơi vô nhân đạo không? Vô nhân đạo sao? Đúng vậy, cô nghĩ mà xem. Một số nữ phạm nhân ngồi tù 10 năm, 20 năm. Có người còn lâu hơn thế nữa. Đối với nữ phạm nhân mà nói thì hình phạt họ phải chịu là xứng đáng. Nhưng khi người vợ bị kết án, vô hình chung cũng sẽ tước đoạt quyền lợi vợ chồng của người chồng. Như vậy có được không? Vậy thì phải ly hôn sao? Tất nhiên, hôn nhân không chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng đó cũng là một yếu tố. Nếu người chồng kiên quyết đòi ly hôn, tôi nghĩ điều này cũng có thể hiểu được. Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm tốt công tác tư tưởng cho nữ phạm nhân. Mấy loại công việc như này, mấy bà cô ở ủy ban dân cư có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều. Điều này có lợi cho việc cải tạo đối với nữ phạm nhân. Nhưng khi ly hôn, họ sẽ hoàn toàn thất vọng. Đúng vậy. Cho nên, vấn đề sống chung mà chúng ta đã đề cập nhiều lần, phải nhanh tay thực hiện thôi. Mấy căn nhà phía trước tòa văn phòng phải nhanh chóng sửa sang lại để chuẩn bị cho những buổi thăm tù đặc biệt. Đợi tới khi người thân tới thăm thì cho họ một cơ hội sống chung với nhau. Chị cởi mở thật đó. Tư tưởng cởi mở đã xuất hiện nhiều năm rồi, nhưng mà nhiều lúc tôi thấy vẫn chưa đủ cởi mở. Để là người đi đầu, không phải nên mạo hiểm một phen sao? Cho dù cô mạo hiểm như nào, cũng không thể khoan dung cho tội phạm như vậy. Trong tù mà phạm nhân có thể ở riêng với chồng thì còn điều gì mà không làm được nữa? Sự phạt tội phạm không phải trở thành lời nói xuông sao? Chuyện nào mà không có rủi ro? Nhưng ý của tôi là, chỉ cần chuyện đó có lợi cho việc vận động phạm nhân tích cực cải tạo thì cũng có thể thử. Những người đã kết hôn có thể sống chung, có thể thúc đẩy sự tích cực của họ. Vậy những người chưa kết hôn thì sống chung với ai? Sự tích cực của họ không cần phải thúc đẩy sao? Sống chung cái gì mà sống chung? Một khi mà có thai, tôi xem cô sẽ xử lý thế nào. Nữ phạm nhân đã kết hôn có hàng trăm người, mỗi người sinh một đứa. Tôi nghĩ cô đừng làm giám thị nữa, mà đổi nghề, đi làm hiệu trưởng trường mầm non đi. Đại Bảo, chúng ta thường nói phải coi tội phạm là người bình thường. Mục đích của nhà tù là giáo dục con người, cải tạo con người, chứ không phải chỉnh đốn họ, đúng không? Còn việc có thai sinh con hay không? Tôi nghĩ rằng chỉ cần công việc của chúng ta thực hiện tỉ mỉ cẩn thận, tôi tin họ sẽ hiểu và hợp tác. Trong những năm nay, chúng ta cũng mạnh dạn cho phép họ thăm người thân ở ngoài nhà tù. Cũng chưa có ai mang thai cả. Thăm người thân ở ngoài nhà tù rất khác so với việc sống chung ở trong tù. Có thể thăm người thân ở ngoài nhà tù thường là tội phạm bị kết án không nặng. Khi kế hoạch của cô được công bố, chồng của những người bị kết án chung thân sẽ đến ngay. Cô để họ sống chung hay là không để họ sống chung? Nếu biểu hiện tốt thì vẫn được. Chẳng như cô đó lý tưởng hóa quá rồi đó. Tôi làm như vậy là vô cùng thực tế. Tôi có ba lý do. Tận ba lý do sao? Lý do thứ nhất là tỷ lệ ly hôn ở nữ phạm nhân vẫn luôn ở mức cao, hơn nữa còn có xu hướng gia tăng. Do những vấn đề cá nhân đã phát sinh ra, nhiều yếu tố bất ổn. Ví dụ như quyên sinh, bi quan thất vọng, đến mức suy sụp, bỏ trốn, vân vân. Lý do thứ hai là hiện tượng đồng tính nữ rất nhiều. Mặc dù chúng ta cũng đã nghiêm cấm, nhưng mà từ góc độ khác mà nói, dù sao con người ai cũng có thất tình lục dục. Lý do thứ ba, trong trạng thái bị kiểm soát lâu, tâm lý của nhiều nữ phạm nhân sẽ trở nên méo mó, như vậy càng khó cải tạo. Việc chúng ta đề xuất cho phép sống chung thật ra rất có tính nhân văn. Tôi cho rằng đây cũng là một dạng chủ nghĩa nhân đạo. Cô nghĩ thoáng ra đi, Trịnh Ngân.
đàn ông thôi mà, không đáng để cô tiếc đâu. Đợi sau khi cô ra tù, cô sẽ tìm được người tốt hơn thôi. Chu Tiểu Đào, nghe ngữ khí này của cô, giống một người theo chủ nghĩa nữ quyền vậy. Không phải giống, mà tôi chính là người theo chủ nghĩa nữ quyền. Sự thay đổi của chồng Trịnh Ngân khiến tôi hiểu rõ hơn về đàn ông. Tôi cũng không muốn dính líu tới họ nữa. Cô đừng tin vào mấy câu nhảm nhí như là anh sẽ luôn yêu em, trong lòng anh chỉ có em. Đàn ông yêu phụ nữ là vì điều gì? Không phải là vì cơ thể phụ nữ sao? Thôi được rồi đó, cứ mở miệng là nói những lời bẩn thỉu. Sao đây lại là những lời nói bẩn thỉu chứ? Chẳng lẽ cô không vậy sao? Đạo đức giả. Có một người phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi. Có một bi kịch gia đình. Chẳng lẽ đàn ông thật sự không thể tin tưởng như vậy sao? Chẳng lẽ trên đời này thật sự không tồn tại tình yêu vĩnh cửu giữa đàn ông và phụ nữ sao? Anh thảnh thơi thật đó. Trong khi nhà tù còn nhiều chuyện như vậy mà anh vẫn còn tâm trí tới đây uống trà. Cô ngồi đi, ngồi đi. Vẫn bàn về công việc, chỉ là thay đổi môi trường thôi. Trà mà tôi gọi cho cô là trà ô long. Trà này có thể rèn luyện sự kiên nhẫn. Uống trà ô long này, hai chúng ta có muốn cãi nhau cũng không cãi được. Tôi xin khai báo trước, tôi đến đây không phải để cãi nhau với anh. Nhưng đại bảo, tôi thấy anh bảo thủ hơn nhiều so với trước đây. Thời gian làm việc ở cơ quan lâu quá nên những góc cạnh cũng dần bị mài mòn rồi. Không đúng, hình như mài vẫn chưa đủ. Mài mà đủ rồi sẽ có người nói người này trưởng thành rồi. Đại bảo, anh là một người đàn ông, anh đến nhà tù nữ. Tôi mong anh sẽ mang tới đây sự nam tính. Anh biết đấy, nhà tù nữ còn bao nhiêu việc đang chờ chúng ta làm. Nhưng nếu như ai cũng mài mòn hết góc cạnh, ai cũng uống trà ô long, tập thái cực quyền, vậy mấy chuyện đó ai sẽ xử lý đây? Tôi vẫn nghĩ rằng con người phải có hoài bão, có nhiều năng lượng. Cải cách nhà tù không nên vội vàng. Có một số chuyện phải thực hiện từng bước một. Chuyện gì cũng muốn mạo hiểm, dẫm phải mình lúc nào không hay đó. Ý anh là cho phép các phạm nhân được sống chung trong tù, đúng không? Chuyện này vẫn đang được bàn tán khắp trong cục. Có ý kiến bàn tán là chuyện hết sức bình thường. Tôi muốn khám phá những hướng đi mới trong việc cải tạo tội phạm. Nếu sai thì đổi lại không phải là được sao? Không đơn giản thế đâu Trần Như. Tôi sợ cô không chịu được nhiều áp lực như vậy đâu. Như vậy đi, đại bảo, chúng ta đưa kế hoạch này vào nhà tù để thảo luận kỹ lưỡng, nghe hết ý kiến của công an với phạm nhân. Sau đó tôi sẽ đi nói chuyện với cục trưởng Đồng. Chỉ cần kế hoạch của chúng ta tỉ mỉ, khả thi, tôi nghĩ cục trưởng Đồng sẽ đồng ý thôi. Trần Như, tôi hiểu rất rõ tính cách của cô. Chuyện mà cô đã quyết định sẽ không thay đổi được. Tôi biết tôi không thể thuyết phục cô, nhưng điều tôi lo là sóng gió này chưa qua, sóng gió khác đã tới rồi thôi. Trà này cũng ngon đấy. Tôi muốn sửa lại điều mà anh vừa nói. Trà ô long này không mâu thuẫn với tinh thần dám nghĩ dám làm. Hơn nữa, càng uống càng thêm hứng khởi. Cô đó, nào, uống thêm một ly nữa đi. Chào giám thị. Này Tô Thiên, tôi phải đến cục công an thành phố Lâm Giang. Cậu đi lấy cho tôi tài liệu của Giang Nguyệt, bao gồm cả tài liệu phân tích tâm lý. Được, tôi sẽ đi lấy ngay.
Giám thị chào chị, chào cậu, chào cô, chào anh, mời hai người ngồi. Trưởng phòng Trần, Giang Nguyệt bị bên cậu bắt, tôi thay mặt nhà tù, cảm ơn cậu. Đây là việc chúng tôi nên làm mà. Cục trưởng Quốc Hùng đang họp bên ngoài, anh ấy bảo tôi tiếp đón hai người. Trưởng phòng Trần, hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn đưa Giang Nguyệt về. Chuyện này e là không được. Tại sao vậy? Vụ án của Giang Nguyệt khá là phức tạp. Bản thân cô ta là một phạm nhân được ân xá. Trong thời gian ở tù, không tìm cách kết liễu thì tìm cách trốn thoát. Là một phạm nhân chống cải tạo điển hình. Hơn nữa, cô ta bị nghi ngờ phạm tội mới. Nếu lần này hai cô đưa cô ta về, sẽ xảy ra chuyện gì tiếp đây? Trưởng phòng Trần, tôi có thể nói chuyện điện thoại với Cục trưởng Quốc Hùng không? Được thôi. Alo, Cục trưởng Quốc Hùng phải không? Tôi là Trần Như. Tôi muốn nói chuyện với anh về vụ án của Giang Nguyệt. Đúng vậy, tôi biết anh bận. Nhưng mà... Được. Giám thị, sao chuyện này khó giải quyết thế? Tôi phải đi tìm một người. Ai vậy? Bí thư Đỗ, phó bí thư thành ủy thành phố Lâm Giang. Bí thư Đỗ. Đúng vậy, ba của Đỗ Văn Bảo. Như vậy có ổn không thế? Chúng ta đi thôi. Chính quyền nhân dân thành phố Lâm Giang. Bí thư Đỗ. Thưa bí thư Đỗ. Hai người là? Bí thư Đỗ, chúng tôi là người ở nhà tù nữ. Đây là giám thị của nhà tù chúng tôi. Bí thư Đỗ, chào anh. Giám thị Trần Như. Nhà tù nữ của các người đứng đầu cả tỉnh. Nhưng mấy người xử lý chuyện này kiểu gì vậy? Giang Nguyệt trốn thoát khỏi nhà tù của các người. Suýt nữa hại tôi tan cửa nát nhà. Suýt nữa thì con trai tôi bị thiêu cháy rồi đó. Bí thư Đỗ, tôi thật sự xin lỗi. Do chúng tôi không làm tốt công việc của mình, nên đã để Giang Nguyệt trốn thoát. Hai người đến tìm tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn đưa Giang Nguyệt về lại nhà tù nữ. Chuyện này hai người trực tiếp tới Cục Công an là được rồi. Không giấu gì ngài, chúng tôi đã đi mấy lần rồi, nhưng họ vẫn không chịu thả. Cho nên chúng tôi muốn nhờ ngài. Những chuyện như này, bảo tôi ra mặt có vẻ như không thích hợp lắm. Chắc là có lý do gì nhỉ? Bí thư Đỗ, Giang Nguyệt là tội phạm được cải tạo ở nhà tù nữ chúng tôi, cho nên chúng tôi vẫn muốn đưa cô ấy về nhà tù nữ. Vậy thì như này đi, hai người cứ về trước đi, để tôi hỏi xem tình hình thế nào rồi tính sau. Được không? Giám thị. Bí thư Đỗ, tôi còn một việc muốn hỏi anh. Cô nói đi. Anh có biết con trai anh với Giang Nguyệt rốt cuộc là có quan hệ gì không? Hai đứa nó từng yêu nhau. Sau đó, con trai tôi thấy cô gái này tính cách quá cực đoan, luôn gây rắc rối, nên đã chia tay. Sau đó, đã quen với Triệu Nhi. Không ngờ cái cô Giang Nguyệt này lại ôm hận trong lòng từ đó, rồi làm ra hết chuyện động trời này tới chuyện động trời khác, đến bây giờ cũng không yên ổn với cô ta.
Chứ thật ra cô gái tên Giang Nguyệt này, tôi chưa từng gặp mặt. Cô ta cải tạo ở chỗ các cô, thì chắc chắn các cô hiểu rõ về cô ta hơn tôi. Phải không? Vụ án của cô ấy, nói thật thì chúng tôi cũng cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi đã thẩm vấn vụ án của cô ấy, nhưng vẫn có nhiều điểm mơ hồ. Giang Nguyệt cũng nói rất ít về vụ án của mình. Nghe những lời cô nói thì ý cô là Đỗ Văn Bảo nhà chúng tôi cũng có điểm đáng ngờ sao? Cái này thì vẫn chưa nói được. Bí thư Đỗ, xin anh đừng trách móc. Giang Nguyệt mấy tháng trước đã để lại lời nhắn, nói là muốn lấy mạng Đỗ Văn Bảo. Sau đó cô ấy lại mạo hiểm như vậy. Tôi nghĩ trong chuyện này phải có nguyên nhân gì đó. Giám thị, tôi đã làm cục trưởng công an nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bao che hay dung túng cho người thân của mình. Mỗi việc mà tôi làm, tôi đều phải hỏi rõ đúng sai, trắng đen sự việc trước. Tôi là người rất giữ thể diện của mình, tôi không muốn bị người dân chửi mắng sau lưng. Nhưng mà về vấn đề Giang Nguyệt, tôi thật sự muốn đòi lại công lý cho con trai tôi. Dù sao nó cũng là một người bị hại. Người ta muốn lấy mạng nó, người ta trói nó lại, còn đổ xăng lên, suýt chút nữa thì mất mạng. Sao lại trở thành đối tượng bị tình nghi chứ? Tôi không hiểu. Tôi vốn không muốn nói về vụ án, để tránh tai tiếng, dù sao cũng sẽ xử lý công bằng thôi, đúng không? Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta đã nói chuyện này rồi, thì tôi cũng phải nói thật. Cô Giang Nguyệt này, tâm địa quá là độc ác, thủ đoạn của cô ta quá tàn nhẫn rồi. Loại tội phạm này phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Tốt lắm, Bí thư Đỗ. Hôm nay chúng tôi đến tìm anh là để chịu trách nhiệm với con trai anh, cũng là để chịu trách nhiệm với Giang Nguyệt. Chắc anh biết rõ đúng không, Bí thư Đỗ? Nhưng với tình trạng hiện tại của Giang Nguyệt, ngoài việc đợi đưa ra thi hành án thì không còn lựa chọn nào khác cả. Nhưng càng vào những lúc này, công việc của chúng tôi càng phải làm tỉ mỉ hơn. Anh thấy đúng không, Bí thư Đỗ? Xin lỗi, tôi mạo muội rồi. Không đâu, giám thị. Đến tầm tuổi này của tôi, tâm trạng dễ bị kích động. Tôi nói có chút nặng lời hay gì đó, mong cô thông cảm. Vậy thì thật ra suy nghĩ của chúng ta giống nhau mà. Tôi có thể cam kết một điều với cô. Tôi với tư cách là phụ huynh, tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào việc này. Tôi tin rằng nhà tù của các cô, với lại cục công an của thành phố Lâm Giang, chắc chắn sẽ tuân thủ nguyên tắc, đứng về lẽ phải. Cứ như vậy đi. Xem ra lần này Trần Như đến đây một lòng muốn đưa Giang Nguyệt đi. Chị ta còn tìm ba anh. Ba anh gọi điện hỏi tôi. Ba tôi sao? Ba tôi nói gì? Ba anh nói thả người hay không do cục công an quyết định, làm rõ vấn đề trước đã. Được. Không giống như những gì mà ông ấy hay nói. Lần này xem ra ông ấy thật sự nổi giận rồi. Tôi nghĩ Trần Như sẽ không dừng lại ở đây đâu. Nếu như chị ta về tỉnh thành rồi tìm cấp trên, vậy thì chúng ta sẽ khó kiểm soát đó. Không thể để Trần Như tiếp tục lộng hành ngoài kia nữa. Đúng vậy, bây giờ chính là lúc.
Chúng ta phải ra tay trước, tiết lộ chuyện Trần Như, nhận hối lộ ra ngoài, báo cáo với viện kiểm sát. Được đó, một công đôi việc, khiến Trần Như không có cơ hội kéo Giang Nguyệt ra khỏi cái hố này. Giang Nguyệt có mấy cái miệng cũng không giải thích được, cũng khiến Trần Như tự rơi xuống vực luôn. Tôi vừa nghe sĩ quan Trần nói rồi, họ vẫn không chịu thả Giang Nguyệt về lại nhà tù. Xem ra, chỉ dựa vào lực lượng của nhà tù là không đủ. Vụ án của Giang Nguyệt nên để đội giám sát ra mặt vậy. Làm theo thủ tục của pháp luật, từng bước một. Cô đừng lo. Chuyện này, tôi cũng nghĩ rồi. Tôi nên giúp cô. Tôi với đội giám sát đã liên hệ rồi. Vì có phạm nhân khiếu nại nên họ ra ngoài điều tra rồi, hai ngày nữa mới về. Vụ án của Giang Nguyệt, nếu tòa án vẫn không xem xét lại, thời gian ân xá của cô ấy không còn nhiều nữa. Sao thế, có bị bỏng không vậy? Không sao đâu, vẫn ổn. Còn chiếc nhẫn thì sao? Chiếc nhẫn thì sao mà hỏng được chứ? Cẩn thận chút nhé.